Hello chào anh em. Thì clip ngày hôm nay mình vừa ngủ dậy, mình chuẩn bị đi quay cho anh em xem. Con vợ kia vẫn đang ngủ. Em hôm nay quay gì anh Hải? Mì cay siêu to khổng lồ, siêu cay. À mì trộn siêu cay khổng lồ. Đấy, anh Hải mình giờ chả còn gì cả. Đời chả còn gì. Bây giờ phải dậy. Anh em rửa mặt các kiểu ra rồi mới đi mua đồ rồi quay cho anh em xem. Ba bây giờ mấy giờ anh Hải nhỉ? Anh Hải rồi. iPhone 7 rồi hả? 12 giờ 12. Bây giờ là 12 giờ 12 trưa rồi. 12 giờ 12. Đấy anh Hải mình có tiền đâu. Anh em là có tiền thì donate cho anh Hải mua điện thoại mới. Em đợi thì mình quay tiếp cho anh em xem. À, xong rồi anh em nhá, mình mua sẵn rồi. Anh em mình về quay cho anh em xem nhá. Tôi chào anh em nhá. Đây là địa điểm cũ. Có ai lắng rồi. Dạ. Hôm qua mưa không ai lắng rồi. Đây. Hôm nay sẽ làm mì trộn siêu cay. Khổng lồ. Cho anh em xem. Feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for. All is said and done. Oh, I am restricted. Rồi anh em ạ, than cũng chín rồi, à củi cũng có rồi. Nhưng mà cái thằng kia không biết nó mang lồi đi đâu rồi. Đại mua nó để lấy lồi cho lên thôi. Mong lồi về à, nó ăn mình rồi. Không biết nó mang lồi đi đâu rồi. Khổ thật. Bảo với lấy nước không? Bảo với nước bố đánh cả lồi về. Này hôm sau mà lửa mà ấy á, đốt lấy mẹ kìa. Kém sắp rời này. Khổ. Đợi 30 phút rồi đấy. Khu này là khu nói chung là khu này là khu trung tâm, giữa trung tâm thành phố. Nhưng mà trong này nó có một cái gọi là kiểu đồng quê, kiểu ruộng riết đấy. Nó chưa xây xong hết. Căn bản là trong này chưa xây nhà. Chuẩn bị trong này xây nhà hết rồi. Chỗ cái mỏ gì cả. Chỗ mà trước anh em hay quay mấy video đầu tiên này. Nó chưa xây nhà. Và đấy là nhà của bọn mình. Đấy mình dự án à. Đây này. Làm YouTube cái này. YouTube về tút này. Đây này. Đấy. Làm về tút đấy. Okay. Đồ. Sướng gì đâu. Ai mà sướng? Hả? Ai mà sướng? Còn chưa này. Xa ra. Đỏ chưa. Ủa, màu đẹp nhờ. Đẹp. Từ bung hết dưa ở dưới rồi. Đây nó trộn cả dưa mà. Rồi đổ kịp. Trộn đều đi đã. Chỗ trắng chỗ không này. Không tí ăn nó mặn. Rồi được rồi. Sắp mặn là chỉ có cay thôi. Đúng rồi, không mặn đâu. Thì đam mê, theo đuổi đam mê. Rồi, cho xúc xích đây đi. Đứng
đừng trộn nữa. Đừng trộn, không phải trộn đâu. Này, đâu chung kiểu hành. Trộn đã. Ớt, 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 ớt. Thôi, tương ớt tí nữa thằng ăn thì ăn cái trò bát. Trò bát rồi. Chung vòng thôi. Ờ, trong một vòng rồi. Chứ, ok, ok, ok. Đừng. Rồi, chị thôi, chị thôi. Làm combo nha. Lại phọc cái hôm trước thì thôi vậy. Không, không phọc, lần này không phọc. Này. Này. Thiếu miếng dưa. Dưa đâu? Dưa tít ở dưới. Rồi lấy thêm miếng nữa ra. Đỗ ba thằng đây, ăn cái này. Đây con này. Mình ăn chơi hai gói. Ở nhà. Anh Lợi ngăn này. Ôi, anh Lợi xuê mặc quần áo trắng nha. Nó lên sóng thì quần áo trắng. Cay rồi, ngon rồi. Tôi có phọc luôn, nhìn được trước ăn. Uầy. Nhưng mà nhìn vào này không có dấu quả dưa. Cảnh quá. Cô chú nói được vậy sao? Ngon lắm anh Hải. Ngon. Cay quá, hơi cay. Hơi răng cửa anh chính cái gì kìa. Anh quay ra cho em xem nào. Làm miếng dưa đi anh. Làm miếng dưa. Cái lửa quả rồi. Ui. Anh, làm miếng dưa đây. Ui. Nào, quen rồi, quen rồi. Tiếp. Về đâu ra dạ dày hết với nhau mà. Đúng rồi, em ăn cái này em thật thật đau dạ dày đi. Ui, mì đèo không này. Cay quá, mới đau dạ dày mà. Cái gì, cái gì ngoài kia rồi em. Mồi như đánh son ạ. Đây, phải. Cay quá. Ăn kiểu giống bọn Hàn Quốc nha. Không mồm chậm lá. Các bạn có bạn Ngọc Anh đang đi đâu ấy? Hết nước rồi à? Tính ra về đang làm mì xuyên su cái gì ạ? Nhật Bản ạ. À, mì cái. Mì... Đố Hải Sáu ăn hết được chỗ này ấy. Ví dụ. Đó là bảo mì su su Nhật Bản. Ăn xong thì con mà đi dở cho bạn. Bụi luôn. Mồm đỏ chết đi. Rồi đúng, cái này phải mua dưa ăn đỡ cay à. X3 của tôi chuẩn. Cho con bác bán 20.000 được 23.000 được 1 cân. Ở ngoài kia 10.000 được 8 lạng. Mà con bác dưa to hơn. To gì? To nhìn nó đẹp. Dưa chuột xịn. To kéo được 2 quả. Mồm đỏ. Mồm đỏ đỏ. Không, hơi. Đỏ. Đỏ. Sưng không? Sưng. Thằng này mua, thằng này mua Seiko rồi. Seiko. Thằng này mua Seiko. Ôi trời ơi. Ủa, cứ làm ăn cay này phải xong mình ăn được cay á. Ai, con lừa ơi. Hết rồi rồi đấy mày ít. Ok rồi, sao mày cái đâu? Ôi rồi, đỏ hết môi rồi. No rồi. Chưa ăn hết được rồi. Đã, cố hết đi. Cay quá. Không muốn nước giả đúng không? Hết rồi. Đã cay cả uống nước và càng cay. Không nhận. Ừ. Wow, đúng hình cái môi luôn.
Kéo nó tẩy ra. Ôi đeo ăn được nữa đi. Còn mẹ nó ăn á. Còn mẹ không tên nữa. Ui, bụi à. Trên thở ra nó phọt ra. Cái thằng này. Đó, không nói nữa. Đứng này. Đứng này, nhìn đây này. Nhìn nhá. Làm cho xem này. Quận nhét phát bùm à? Chuẩn. Chọc to to vào. Một phát luôn luôn không ngại. Ngại kém. Xuống. Đây này. Ôi ôi môi. Ôi môi vậy. Ôi trời. Uầy. Quả đấy mà cho thêm cái gói cái lốt vào thì thôi bụi. Cái mì này hôm ăn mì mì nước là ngon nhỉ. Ăn được hết. Hôm cũng là mì kìa. Này à. À kìa. Mày mang lấy cái vỏ này. Đây mì anh em mình hay ăn. Có 8 cái một gói rồi. Có 8 cái một gói rồi. Có hải sản với cả bò nhá. Đấy nhìn nhìn đây là hải sản. Chẳng thấy con bạch tuộc đâu. Chẳng thấy con tôm đâu. Ôi dồi ôi. Dừng bố mồm. Phê rồi, phê hết rồi. Anh ăn cố hết. Cố hết được à? Cố. Cố hết đấy. Hết chứ bây giờ làm gì? Để đâu? Cái đũa ăn hết được cái cay lắm. Ta cho bò ăn em nào. Em có cay không? Ui bò, bò không cay. Mồ quạm mà. Thế sạch. Cay. Ừ. Mì mới cay. Thằng rú ẩm lên. Ui nhìn cái túi của tao à. Gia vị này, nó chưa tan ra này. Bò nó ăn xong nó chạy quanh đồng. Này, ngon nào. Ngon. Hết rồi. Hết rồi không? Ôi, đau bụng quá. Đau bụng quá. Thôi, đau bụng rồi. Đau bụng rồi. Ừ. Thế rồi. Thấy anh em ạ. Thử thách hải sáu ăn hết chỗ này, 50. 10 triệu. Xong rồi lấy 2 triệu đi rửa ruột. Nợ ăn đi. Ê có bụi à? Ốp cay rồi. Trời trời máu mũi nữa. Ủa ra nước mắt. Mua như là thằng nào hồng máu á. Clip đến đây là kết thúc. Hẹn anh em các clip sau. Bye bye. Bye bye. Bye bye.